gọn gàng nhất và những cái gì mà gọi là cô đọng nhất trong trong những ngày vừa qua. Và hôm nay thì rất là may mắn là sẽ là mình đã tốt nghiệp gửi bằng cho các chị, như là anh chị. Và cái nội dung số 2 đó là chúng ta sẽ ký kết hợp tác về nhiều quyền thương hiệu. Và thứ ba đó là sẽ trao bằng cho một bạn học trò xuất sắc của bạn học viện vừa rồi đạt được một kỷ lục gia học đường trong cái hành trình vừa rồi, thì nhờ vào những cái phương pháp được học về luyện não và siêu trí nhớ thì em cũng đã đạt được một cái thành tích nhất định. Và đây chính là những cái buổi lễ chiều hôm nay là chúng ta có ba cái nội dung mà thì Quang thay mặt cho học viện khai sát tiềm năng và đào tạo nhân tài rất là biết ơn các chị rất là nhiều, biết ơn những anh chị đã tâm huyết, đã yêu mến học viện, đã yêu mến Quang, đã yêu mến đội ngũ của học viện Bảo Phúc. Và cảm ơn mẹ Thảo rất là nhiều, đó là cũng đã đồng hành cùng với cô Quang trong suốt cái hành trình vừa qua. Cô Quang cũng cảm ơn Quang Minh nhiều nha. Rồi cô Quang cảm ơn các con rất là nhiều trong cái hành trình vừa qua cho mẹ con. Thì sau đây thì Quang cũng xin mời các anh chị và các cô giáo, các anh chị cũng xin phép để mà sau cái quá trình đào tạo thì gửi bằng cho các anh chị, thì gửi cái tấm bằng. Và Quang xin mời các anh chị lên trên đây, chúng ta sẽ mặc bằng. Từ trước mình đã dừng được. Cảm ơn. Bây giờ là mời. Tầm người.